bò xanh ngập chuối. Huấn luyện trưởng là ông Nguyễn Đức Trinh. Tiến quân A4 ra quân với trang phục màu hồng, màu đặc trưng của tiến quân A4. Và màu hồng ngày hôm nay và mùa giải năm nay đã mang lại rất nhiều may mắn cho tiến quân A4. Ông trưởng đoàn của tiến quân A4 là ông Nguyễn Đức Hành. Ông huấn luyện trưởng của tiến quân A4 là ông Hoàng Trọng. Tiến quân A4 mùa giải năm ngoái là đội vô địch, và trong mùa giải năm nay tiến quân A4 tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình với chiến thắng tuyệt đối ở tất cả các trận đấu ở vòng bảng. Nhưng chúng ta có thể chúng ta nhận thấy ở mùa giải năm nay chất lượng chuyên môn cũng như tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên chúng ta được vươn lên rõ rệt.